Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã có buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai hiệu quả việc nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với 217 báo cáo, đề án, văn bản liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng do các cơ quan liên quan chủ trì xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, sự đoàn kết và những kết quả đạt được của Ban Kinh tế Trung ương trong triển khai nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục nắm vững, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo đúng chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn quan trọng về kinh tế, xã hội. Cùng với đó, cần khắc phục những vấn đề còn tồn tại hạn chế, tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp kết quả, triển khai nghị quyết Đại hội 13 và các nghị quyết khác trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong các tiểu ban phục vụ Đại hội 14 của Đảng. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình, sáng nay đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương và đoàn khảo sát của tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng đã khảo sát thực tế tại cụm trang trại điện gió B&T và dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Đến thăm và tặng quà cho các cán bộ, công nhân thi công dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, đồng chí trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định tầm quan trọng và hướng đi đúng đắn của Quảng Bình trong đầu tư dự án nhằm tạo sự liên kết thông suốt giữa các vùng trong tỉnh và liên kết giữa các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đồng chí cũng động viên tỉnh Quảng Bình tiếp tục nỗ lực bố trí các nguồn lực để công trình về đích đúng lộ trình. Đến thăm cụm trang trại điện gió B&T, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài biểu dương nỗ lực của tỉnh Quảng Bình và các doanh nghiệp trong đầu tư xây dựng công trình, dự án. Đặc biệt, cụm trang trại điện gió này sẽ cung cấp nguồn năng lượng sạch, góp phần vào lộ trình giảm phát thải nhà kính đến năm 2050 của đất nước. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành để cùng doanh nghiệp mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động, chung sức cùng địa phương trên hành trình phát triển kinh tế, xã hội. Ngày 2 tháng 7 tại thủ đô Moscow đã diễn ra lễ khai mạc những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga. Đây là một trong những sự kiện đầu tiên nhằm triển khai tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Nga. Tham dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Lễ khai mạc những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2024 là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam diễn ra tại thủ đô Moscow, cố đô Saint Petersburg và thành phố Ulyanov với các không gian văn hóa đặc sắc hứa hẹn mang tới cho các bạn Nga hình ảnh về một Việt Nam an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển. Lễ khai mạc diễn ra trang trọng và nồng ấm tại phòng hòa nhạc Sari Adi, một trong những sân khấu mang tính biểu tượng của Liên bang Nga. Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga hứa hẹn sẽ là món quà hết sức ý nghĩa, trở thành những ký ức đẹp trong trái tim những người bạn Nga, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.